Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi tin tức 24 giờ mới nhất. Thưa quý vị, 2 giờ trưa ngày 2 tháng 9 năm 1945, Chính phủ Cách mạng Lâm thời Việt Nam Dân chủ Cộng hòa tới để khai mạc cuộc lễ. Tất cả sự chú ý của đám đông khổng lồ tới dự đều đổ dồn cả vào vị Chủ tịch Hồ Chí Minh, người tuyên bố chính thức về sự thành lập của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Ngày 2 tháng 9 năm 1945, nghi lễ đầu hàng của quân phát xít Nhật trước quân đồng minh được thực hiện trên chiến hạm USS Missouri BB-63 của Hải quân Mỹ. Đến lúc đó, chiến tranh thế giới lần thứ hai 1939-1945 kết thúc. Cũng trong ngày này, tại quảng trường Ba Đình, Hà Nội, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thay mặt Chính phủ Cách mạng Lâm thời đọc tuyên ngôn độc lập khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Đặt trong bối cảnh vừa kết thúc cuộc chiến tranh thế giới đầy rẫy những mất mát đau thương, với chiến thắng thuộc về phe nhân loại tiến bộ, Liên Xô đi đầu trong việc tiêu diệt phát xít Đức và Nhật trước phe phát xít phản động, dã tâm xâm chiếm và tranh giành thuộc địa, diệt chủng, bá chủ thế giới. Tuyên ngôn độc lập có ý nghĩa không những trọng đại đối với dân tộc Việt Nam, mà còn có ý nghĩa thời đại vô cùng to lớn. Ngày 16 tháng 8 năm 1945, tại đỉnh Tân Trào, Tuyên Quang, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Tổng bộ Việt Minh đã khai mạc Đại hội đại biểu quốc dân, còn gọi là Quốc dân Đại hội Tân Trào. Tham dự đại hội có hơn 60 đại biểu đại diện cho cả ba miền Bắc, Trung, Nam, đại diện cho các ngành, các giới, các dân tộc, các đảng phái chính trị, các đoàn thể cứu quốc và một số Việt kiều ở Thái Lan và Lào. Đại hội đã thông qua 10 chính sách của Việt Minh. Điều đầu tiên trong 10 chính sách của Việt Minh là giành lấy chính quyền, xây dựng một nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa trên nền tảng hoàn toàn độc lập. Đại hội cũng đã thành lập Ủy ban Dân tộc Giải phóng Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh đứng đầu. Đại hội quy định, quốc kỳ là lá cờ đỏ có ngôi sao vàng 5 cánh ở giữa và quốc ca là bài tiếng quân ca. Sau khi Hà Nội và nhiều nơi khởi nghĩa thắng lợi, ngày 25 tháng 8 năm 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh từ Việt Bắc về ngoại thành Hà Nội. Theo đề nghị của người, Ủy ban Dân tộc Giải phóng do Quốc dân Đại hội Tân Trào cử ra, được cải tổ thành Chính phủ Cách mạng Lâm thời của nước Việt Nam. Chiều ngày 26 tháng 8 năm 1945, Trung ương đón người về ở căn gác 2, số nhà 48 phố Hàng Ngang. Người quyết định cần khẩn trương tổ chức lễ ra mắt của Chính phủ Cách mạng Lâm thời vào ngày 2 tháng 9 năm 1945. Từ 12 giờ trưa ngày 2 tháng 9 năm 1945, đông đảo các tầng lớp nhân dân đã bắt đầu tập trung tại quảng trường Ba Đình để đón nhận lời tuyên bố chính thức về sự độc lập của nước nhà. Những biểu ngữ nền đỏ chữ vàng bằng các thứ tiếng, tiếng Việt, Pháp, Hoa, Nga trăng ngang đường phố. Ý chí của người dân được biểu lộ trên các dòng chữ: nước Việt Nam của người Việt Nam, độc lập hay là chết, ủng hộ Chủ tịch Hồ Chí Minh. Giữa vườn hoa Ba Đình đã dựng sẵn một kỳ đài có đặt máy chuyển thanh. Các đoàn thể đến dự lễ theo trật tự đã định sẵn bởi ban tổ chức. Gần kỳ đài nhất là đoàn thể các cụ cao niên, đoàn thể Phật giáo, đoàn thể Công giáo và đoàn thể phụ nữ. Một đội tự vệ, súng lục cầm tay, đứng chen chít nhau thành một hàng rào quanh kỳ đài. Bộ đội thuộc Việt Nam Giải phóng quân, lưỡi lê cắm ở đầu súng sáng loáng, đứng dàn ở phía sau kỳ đài. Vòng ngoài là một biển người với một rừng cờ đỏ sao vàng rực rỡ. 2 giờ trưa ngày 2 tháng 9 năm 1945, Chính phủ Cách mạng Lâm thời tới để khai mạc cuộc lễ. Tất cả sự chú ý của đám đông khổng lồ tới dự lễ đều dồn cả vào vị Chủ tịch Hồ Chí Minh, người tuyên bố chính thức về sự độc lập của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Buổi lễ bắt đầu, lá cờ đỏ sao vàng được từ từ kéo lên ngọn cột cờ, trong khi đội quân nhà cử bài tiếng quân ca. Trên kỳ đài, các thành viên Chính phủ Cách mạng Lâm thời đưa nắm tay nhau chào. Bên dưới, một rừng cánh tay cũng giơ lên. Sau đó, đại diện ban tổ chức đứng trước máy truyền thanh, đọc chương trình buổi lễ và giới thiệu Chính phủ Cách mạng Lâm thời. Tiếp đó, Chủ tịch Hồ Chí Minh bằng một giọng rành mạch, giản dị, đã đọc tuyên ngôn độc lập, tuyên bố trước toàn thể quốc dân đồng bào và thế giới về việc nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã ra đời. Để tranh thủ thêm sự ủng hộ của thế giới, trong tuyên ngôn độc lập, người nêu rõ, một dân tộc đã gan góc chống ách nô lệ của Pháp hơn 80 năm nay, một dân tộc đã gan góc đứng về phe đồng minh chống phát xít mấy năm nay, dân tộc đó phải được tự do, dân tộc đó phải được độc lập. Người cũng kêu gọi, chúng tôi tin rằng các nước đồng minh đã công nhận những nguyên tắc dân tộc bình đẳng ở các hội nghị Tehran và Cựu Kim Sơn, quyết không thể không công nhận quyền độc lập của dân Việt Nam. Trước âm mưu xâm lược của thực dân Pháp, người nhấn mạnh, nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã thành một nước tự do độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy. Dứt lời tuyên ngôn đanh thép ấy, tất cả dưới kỳ đài đều đồng thanh cất tiếng lên hoan hô như sấm vàng. Tiếp đến là cuộc tuyên thệ của Chính phủ Cách mạng Lâm thời. Đứng trước lá quốc kỳ và đứng trước quốc dân,
các thành viên của chính phủ cách mạng lâm thời thề rằng sẽ kiên quyết lãnh đạo toàn dân, giữ vững nền độc lập cho Tổ quốc và thực hiện bản chương trình của Việt Minh để đem lại tự do hạnh phúc cho dân tộc. Sau khi chính phủ cách mạng lâm thời tuyên thệ, đồng chí Võ Nguyên Giáp, Bộ trưởng Bộ Nội vụ trình bày về tình hình trong nước và những chính sách của chính phủ. Tiếp đó, đồng chí Trần Huy Liệu tường trình về sứ mệnh vào Huế nhận sự thoái vị của vua Bảo Đại. Đồng chí Trần Huy Liệu đưa ra trình với quốc dân chiếc ấn quốc bảo và thanh kiếm bằng vàng mà vua Bảo Đại đã trao là bằng chứng từ nay đã trao chủ quyền trong nước vào tay chính phủ của nhân dân. Tiếp đó, đồng chí Nguyễn Lương Bằng, đại biểu của Tổng bộ Việt Minh, thuật lại cuộc tranh đấu đầy nỗi gian lao, khó khăn mà Mặt trận Việt Minh đã theo đuổi trong mấy năm nay để giải phóng cho dân tộc và kêu gọi toàn thể đồng bào thống nhất, đoàn kết lại để ủng hộ chính phủ, để chính phủ có thể thi hành triệt để chương trình kiến quốc của Mặt trận Việt Minh. 3 giờ rưỡi trưa ngày 2 tháng 9 năm 1945, quốc dân tuyên thệ. Đại diện ban tổ chức đứng trước đài đọc to những lời thề. Mỗi lời đọc xong, toàn thể đồng bào đứng dưới kỳ đài đều hô to, xin thề. Biểu lộ rõ ý chí bền vững không gì lay chuyển được của cả một dân tộc đã quyết giữ lấy tự do, độc lập của mình bằng bất cứ giá nào. Cuộc lễ kết thúc, bài tiến quân ca do đoàn quân nhạc cử lên. Cuộc meeting biến thành một cuộc biểu tình vĩ đại. Các đoàn thể lần lượt diễu quanh kỳ đài rồi chia làm 3 đường kéo đi. Thừa Thiên Huế là thủ đô phong kiến, đầu não của chính quyền bù nhìn cả nước 79 năm trước, nơi đóng quân và bộ máy tối cao của Cố Văn Nhật. Nhưng sự lãnh đạo của lực lượng Việt Minh đã tập hợp, quy tụ được sức mạnh của các tầng lớp nhân dân, trong đó có cả tầng lớp quan lại phong kiến yêu nước, làm nên thắng lợi trọn vẹn của cuộc cách mạng tháng 8 năm 1945 tại đây, góp phần vào thắng lợi chung của dân tộc. Sau khi có chỉ thị Nhật Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta, của Trung ương Đảng vào tháng 3 năm 1945, Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế khi đó đã chủ động quyết định thời cơ khởi nghĩa, xúc tiến công tác chuẩn bị khởi nghĩa vũ trang, chủ động vận động nội các của chính phủ Trần Trọng Kim từ chức, cô lập những phần tử phản động, phát động toàn dân khởi nghĩa giành chính quyền trong toàn tỉnh. Ngày 15 tháng 8 năm 1945, Thường vụ Tỉnh ủy triệu tập hội nghị toàn tỉnh thông qua kế hoạch khởi nghĩa vũ trang giành chính quyền. Trước sự phát triển mạnh mẽ của cao trào cách mạng trong cả nước, chính phủ Trần Trọng Kim lúc này hoang mang tột độ. Từ ngày 18 đến ngày 22 tháng 8 năm 1945, Ủy ban khởi nghĩa các huyện của tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức lực lượng khởi nghĩa giành chính quyền thắng lợi. Tại thành phố Huế, trung tâm đầu não của chế độ phong kiến nhà Nguyễn, ngày 22 tháng 8, quần chúng nhân dân đã vùng lên biểu tình, chiếm lĩnh hầu hết các cơ quan, công sở và doanh trại lính bảo an. Trong tối ngày 22 tháng 8, Ủy ban khởi nghĩa của tỉnh đã gửi tối hậu thư cho vua Bảo Đại phải thoái vị. Chiều 23 tháng 8 năm 1945, hàng vạn nhân dân Thừa Thiên Huế và các đội cứu quốc quân tiến về sân vận động Huế dưới rừng cờ đỏ sao vàng, hô vang khẩu hiệu Việt Nam độc lập muôn năm, nước Việt Nam của người Việt Nam. Khí thế cách mạng của quần chúng nhân dân như chiều dâng, thác đổ không gì ngăn cản nổi, đã biến cuộc meeting của chính phủ Trần Trọng Kim mừng việc Nhật trao quyền cai trị Nam Kỳ cho triều đình nhà Nguyễn ở sân vận động Huế thành cuộc meeting biểu dương lực lượng giành chính quyền của cách mạng. Tại đây, đồng chí Tô Hữu, chủ tịch Ủy ban khởi nghĩa đọc diễn văn, tuyên bố từ nay chính quyền về tay nhân dân, đồng thời trân trọng giới thiệu ra mắt Ủy ban nhân dân cách mạng lâm thời tỉnh Thừa Thiên Huế do ông Tôn Quang Việt làm chủ tịch. Chia sẻ về hồi ức quý giá vào năm 2020, khi ông Nguyễn Trung Chính đã 92 tuổi, ông là nguyên phó bí thư thường trực tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 1989-1991 và là một trong số ít những lão thành cách mạng còn lại của tỉnh Thừa Thiên Huế đã từng tham gia khởi nghĩa cách mạng tháng 8 giành chính quyền cách đây 75 năm. Ở cái tuổi xưa nay hiếm, khi mắt đã mờ, mái tóc đã bạc trắng, nhưng ông Nguyễn Trung Chính vẫn còn nhớ rõ được những ký ức hào hùng, sục sôi của những ngày cách mạng mùa thu tháng 8 năm xưa, khi đó ông 16 tuổi. Và cũng chính từ đây, ông Nguyễn Trung Chính đã gắn bó, đi theo con đường sự nghiệp cách mạng của Đảng, Bác Hồ và dân tộc đã lựa chọn. Ông Nguyễn Trung Chính nhớ lại, khi thấy cách mạng của nhân dân khi đó như trẻ tre, sức mạnh khi đó thuộc về Việt Minh, nên một số thành phần phản động của quốc dân Đảng, bọn tay sai thân Nhật, hầu như bị cô lập, làm cho quá trình giành chính quyền không bị cản trở nhiều. Chẳng hạn như tại huyện Quảng Điền, trước khi tiến hành khởi nghĩa, lực lượng cách mạng đã kiểm soát được chính quyền ở các làng, các tổng trong huyện, mặc dù chưa công bố công khai. Ngay cả chi huyện Quảng Điền, khi đó tên là Đoàn Thức, sau khi nhận được thư của Việt Minh cũng đã hứa sẽ ủng hộ cách mạng. Do vậy, nhân dân đứng lên khởi nghĩa đã nhanh chóng giành thắng lợi tốt đẹp, không phải đổ máu. Ngọ môn, biểu tượng của kinh đô Huế xưa vẫn sừng sững, uy nghiêm, mặc cho bụi thời gian có làm hoen mờ dấu tích vàng son một thời. Nơi đây đã từng chứng kiến biết bao biến động của thời cuộc, trong đó có sự kiện lễ thoái vị của vua Bảo Đại,
vị vua cuối cùng của chế độ phong kiến đã tồn tại hàng ngàn năm ở Việt Nam, vào chiều ngày 30 tháng 8 năm 1945, mở ra một trang sử mới của dân tộc. Sau cuộc meeting ngày 23 tháng 8 tại sân vận động Huế, Ủy ban Nhân dân Cách mạng Lâm thời tỉnh Thừa Thiên Huế điện ra Hà Nội, báo cáo với Trung ương về thắng lợi khởi nghĩa và đề nghị cử phái đoàn vào tiếp nhận thoái vị của vua Bảo Đại. Sau đó, phái đoàn Trung ương do đồng chí Trần Huy Liệu làm trưởng đoàn cùng đồng chí Nguyễn Lương Bằng và Cù Huy Cận được cử vào Huế tiếp nhận sự thoái vị của vua Bảo Đại. Vào chiều ngày 30 tháng 8, ở quảng trường Ngọ Môn, trong một rừng cờ đỏ sao vàng, biểu ngữ rực rỡ, hàng ngàn người dân Thừa Thiên Huế đã chứng kiến giây phút lịch sử của dân tộc. Đúng 13 giờ, vua Bảo Đại đầu chiếc khăn vàng, mặc áo vàng, cùng một số bộ trưởng trong chính phủ Trần Trọng Kim và đại diện hoàng gia đứng phía lầu trái Ngọ Môn. Đoàn đại biểu chính phủ lâm thời nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa đứng bên phải. Vua Bảo Đại đọc chiếu thoái vị và trao lại cho đại diện chính phủ ấn bằng vàng và một thanh gươm bằng vàng nạm ngọc, tượng trưng cho quyền lực của chế độ phong kiến. Lúc này, trên kỳ đài Huế, cùng với giai điệu hùng tráng của bài hát Tiến quân ca cất lên, lá cờ đỏ sao vàng được kéo lên tung bay giữa trời Huế tự do, độc lập. Tiếp đó là tiếng hô khẩu hiệu vang trời của biển người: Việt Nam độc lập muôn năm, Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa muôn năm, đánh dấu thắng lợi trọn vẹn của cuộc cách mạng tháng 8 mùa thu lịch sử trên đất cố đô. Theo nhà nghiên cứu lịch sử về Huế Nguyễn Đắc Xuân, lúc đầu vua Bảo Đại không biết ông Hồ Chí Minh là ai, nhưng khi biết được Hồ Chí Minh chính là Nguyễn Ái Quốc, vua Bảo Đại đã đồng ý thoái vị ngay. Khi phái đoàn Trung ương do đồng chí Trần Huy Liệu làm trưởng đoàn vào Huế, vua Bảo Đại đã ra đứng ngoài cửa điện kiến trung để chờ phái đoàn đến làm việc về thủ tục thoái vị. Và đặc biệt, trong chiếu thoái vị, vua Bảo Đại đã có câu nói nổi tiếng: thà làm dân của nước độc lập còn hơn làm vua một nước nô lệ. Tất cả những chi tiết đó cho thấy uy tín và sức ảnh hưởng lớn của lực lượng cách mạng do Chủ tịch Hồ Chí Minh đứng đầu, dẫn tới sự chuyển giao quyền lực êm đẹp ở chính quyền Trung ương lúc bấy giờ, từ chế độ quân chủ sang chế độ dân chủ. Sau đó, Bảo Đại được Bác Hồ mời ra làm cố vấn tối cao cho chính phủ mới, điều hiếm thấy trên thế giới. Nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế Nguyễn Trung Chính cho rằng, nhìn lại cuộc cách mạng tháng 8 diễn ra ở Thừa Thiên Huế cho thấy, muốn cách mạng thành công phải có bạo lực cách mạng, nhưng trên cơ sở đoàn kết toàn dân, phát huy yếu tố chính trị, yếu tố chính nghĩa và lòng yêu nước để làm cơ sở giác ngộ mọi tầng lớp nhân dân, kể cả đối phương, qua đó giúp hạn chế thấp nhất sự đổ máu để giành thắng lợi một cách trọn vẹn nhất. Đến đây, thời lượng của chương trình cũng đã hết. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.